nhà thiết kế Nón Sơn đã đem đến cho chúng ta những thiết kế mới mang phong cách sang trọng, đẳng cấp. Sản phẩm được tung ra ngay dịp mùa thu đông 2019 cùng những gam màu đơn giản nhất, đem đến sự tự tin và an toàn trong việc kết hợp đồ. Đây là thiết kế dành riêng cho các tín đồ yêu thích dòng chất liệu lưới phối với dù không nút chót. Logo kiểu dáng mới lạ cũng là một trong những nét ấn tượng của thiết kế mới lần này. Sản phẩm có mã là MC235DN1, giá niêm yết trên toàn hệ thống là 1.250.000. Và đây là thiết kế với sắc trắng trang nhã, tinh tế. Sản phẩm mang đậm dấu ấn Nón Sơn với chất liệu dù cao cấp phối với da thật 100%. Những đường nét cắt xẻ tạo nên sự cuốn hút không thể ngó lơ với sản phẩm này, đặc biệt với chi tiết khóa được dập NS96 thương hiệu Nón Sơn. Sản phẩm có mã là MC226A, giá niêm yết trên toàn hệ thống là 1.500.000. Các sản phẩm này hiện đang được giảm giá 30% và được miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Để mua hàng, quý khách có thể đến trực tiếp các cửa hàng trên hệ thống Nón Sơn hoặc truy cập vào website nonson.vn tại hai trang fanpage Nón Sơn Fashion và Thời trang mũ Nón Sơn, hoặc liên hệ vào số tổng đài mua hàng 1800 7179. Xin chào và hẹn gặp lại!